Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì shop lại về rất nhiều máy hàng mới này. Băng keo điện thì bên shop lại về số lượng cho anh em và giá cực tốt luôn anh em nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu nhá. Đấy. Sản phẩm băng keo điện cho anh em này. Một người đẹp cầm lên cái ghế với cái điện. Một cân của nó thì nó sẽ được khoảng từ 7 đến 10 quận anh em nhé. Từ 7 đến 10 quận cho anh em. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Băng keo điện bên shop về số lượng cho anh em nhé. Đấy. Các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng đầy đủ cho anh em. Đây. Một cân của nó đây anh em này. Đấy, một cân của nó đây anh em nhé. Đấy, một cân đây. Một cân đây anh em nhé. Một cân thì sẽ là vào từ 7 đến 10 quận. Bên shop đang bán cho anh em cái giá đó là 80.000 một cân nhá. 80.000 cho một cân này. Đó. Số lượng sẽ là từ 7 đến 10 quận cho anh em. Giá thì sẽ là 80.000 một cân anh em nhé, 80.000 một cân. Đây, một cân của nó anh em này. Đấy, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11 quận này. Đấy, nói chung là từ 7 đến 10 quận thì theo to nhỏ lớn bé cho anh em nhé. Đó, băng keo điện bên shop bán sẽ là 10k cho một quận này. Một quận này thì giá sẽ là 10k anh em nhé. Còn một cân thì bên shop đang bán cho anh em một cân 1kg nhé. 1kg thì giá sẽ là 80k. Còn anh em lấy nửa cân nhé, nửa cân thì giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k cho nửa kg anh em nhé. 50k cho nửa kg, còn một cân thì sẽ là 80.000 anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo, đấy. Băng dính của nó thì hàng này sẽ là hàng siêu dai, siêu dính cho anh em luôn để em test cho anh em xem. Thứ nhất là hàng made in Japan anh em nhé. Đây, đấy. Made in Japan cho anh em này. Ok cho anh em đây. Đấy, made in Japan anh em nhé. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, made in Japan cho anh em hết nhé. Đây, đấy. Made in Japan anh em thấy chưa? Đó đây. Made in Japan đây. Hàng siêu dai, siêu dính cho anh em luôn. Đấy, hàng này nó rất là dai anh em nhé, rất dai cho anh em nhé. Đây. Đấy anh em này, rất là dai anh em này. Đó, hàng rất là dai nhá. Dai, độ bám dính rất là tốt luôn anh em nhá. Rất dai, rất dính luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực tốt luôn. Đây, made in Japan anh em này. Đó, đây. Made in Japan cho anh em. Đó. Lên mã giúp cho em là băng dính điện anh em nhá. Băng dính điện của Nhật. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em là 80.000 một cân. Nửa cân là 50.000. Còn anh em lấy quận thì nó sẽ là 10.000 một quận. Tiếp theo đó, nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, cái này nó sẽ là cái bình xịt nhớt anh em nhá, bình xịt nhớt. Đấy, giá thì bên shop đang bán cho anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, đang bán là 50k. Đợt này về cho bác giá cực tốt nhá. 45k cho một con bình xịt nhớt này, này các bác nhá. Đó. Giá của nó chỉ còn là 45k thôi. Trước em đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá sẽ là 45k cho một con bình xịt nhớt như này. Đấy. Rất tiện dụng các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu được luôn anh em nhé. Ngoắt nghéo đảo chiều nhá. Con này của nó là dòng bơm xi lanh nhá. Bơm xi lanh cho nên anh em dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là tiện dụng nhá. Khi anh em mà để lộn tui như này nhá, nó không bị chảy ra đâu anh em ạ. Đấy, tại vì là nó là đầu xi lanh, nó sẽ ép cho cái nắp này nó đầy vào. Chỉ khi nào anh em ấn như này thì nó phải xịt ra thôi. Còn lại lúc nào nó cũng ở trạng thái là đóng, cho nên anh em yên tâm. Giá thì chỉ có 45k thôi, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Bên trong của nó là có cái lưới lọc này, có cái lưới lọc này anh em nhá. Đó. Còn con này của nó thì bằng hợp kim, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp luôn. Giá sẽ là 45k cho con này anh em nhé. Đấy, anh em lên mã giúp cho em là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 45k. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví màu xanh con này. Các bác lên cho em là ví màu xanh. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho con ví màu xanh này các bác này, 100k nhá. Đấy, con này thì rất là nhiều chi tiết, nhiều các cái đầu phần chi tiết cho anh em sử dụng luôn. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng tay này, 1 2 3, 4 cái bấm móng tay. Rồi lấy dái tai, rồi nặn mụn, rồi tẩy da chết, rồi nạo gót chân. Đấy, giá sẽ là 100k nhé. Các bác lên cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000. Đó. Các bác lên cho em là ví xanh nhá, giá sẽ là 100k. Đó, ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k anh em nhé, 100k cho con ví xanh này. Đó. Còn bên em có một con ví hồng đây. Con ví hồng này thì giá rất tốt cho bác luôn nhá. Con ví hồng này giá của nó sẽ là 70k cho con ví hồng này nhá. Đấy, con này thì cũng có 1 2 3 3 cái bấm móng này. Rồi cũng cắt da chết, rồi là kéo, rồi nói chung là nhíp, rồi đầy đủ, tặn mụn các thứ đầy đủ luôn. Nó chỉ kém ở cái kia là ít chi tiết hơn, là không có cái nạo gót chân này, với lại cái một số chi tiết nữa nhá. Đó, giá thì con này chỉ có 70.000 thôi. Con này thì các bác lên cho là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 70k. Đó, ví hồng này. Đó, giá của nó sẽ là 70k cho cái ví hồng này nhá. 70.000 cho cái bộ ví hồng như này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Các bác lên cho em là dao dọc giấy này. Đấy, thì bên shop bán cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, dao dọc giấy. Shop sẽ bán cho các bác cái giá là cực tốt cho các bác luôn. Các bác lấy một con thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15k. Đó, 15k cho một con như này. Đấy, còn các bác lấy là từ 5 con trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là
10.000 một con. Đấy, tính giá tốt cho bác luôn. Nếu các bác lấy từ 5 con trở lên thì giá sẽ là 10 sẽ là 50k nhá. Từ 5 con trở lên là 50k. Đấy, còn các bác lấy lẻ thì chấp nhận là 15.000 một con này. Còn các bác lấy từ 5 con trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho 5 con. Đấy. Còn các bác lấy 2 con thì chấp nhận là giá của nó sẽ là 25.000. 25.000 cho 2 con. Đấy, còn lại là lẻ là 15.000 một con. Còn 2 con là 25.000. Còn lấy từ 5 con trở lên thì bên em tính cho các bác cái giá là 50.000. Đấy, tức là 10.000 một con thôi. Nếu lấy từ 5 con trở lên, lấy nhiều thì giá sẽ tốt các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Đấy, lấy từ 5 con trở lên giá chỉ có 10.000 một con, tức là 50.000 5 con. Đấy, còn 2 con là 25.000, còn 1 con là 15.000. Nôm na là như thế cho các bác nhá. Đó. 1 sẽ bằng 15 này. Đấy. 2 thì sẽ bằng 25 nhá. Còn 5 con trở lên thì sẽ bằng 50.000. Đấy. Rất chất lượng nha bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái này thì nó là cái gọi là cái đánh son. Cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng này thì khá chất lượng và bên shop bán khá là nhiều. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một cái này các bác nhá. 15k thôi. Quá hạt rẻ luôn các bạn, 15k. Ở đây thì các bác sẽ có thể là xoáy ra này, cho dầu rửa bát vào đây, cho dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì các bác xoáy nắp trở lại nhá. Xoáy nắp trở lại thì đây có cái này nó sẽ có cái quai treo và cái này để các bác ấn này. Các bác nhấn như này thì cái đầu của nó sẽ xịt cái nước rửa bát ra đây và các bác chà cọ rửa, các bác không cần phải chạm tay chạm chân. Nó sẽ rất là bẩn thỉu, mất vệ sinh rồi bị ăn ra tay. Còn cái này các bác cứ cầm như này đánh cọ cọ kỳ rửa như này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới cứu các bác anh chị giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là cọ cọ nồi nhá, cọ nồi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là cọ nồi nhá, cọ nồi. Đó. Lên cho em là cọ nồi, giá của nó sẽ là 15k cho cái cọ nồi như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hồ lô tưới cây này. Đấy, hồ lô tưới cây. Con này thì nó sẽ là 120.000 cho một con hồ lô tưới cây như này các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đầy đủ các cái chế độ luôn, xả rồi lẫy gài rồi, nói chung là đầy đủ vòi hít vòi hiếc như này, đầy đủ như này các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hồ lô tưới cây như này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có chế độ bơm thì nó rất là nhẹ này. Khi bơm thì nó rất là nhẹ luôn nhá. Đấy. Sẽ có chế độ là xả hơi này rồi lẫy gài này, rồi điều chỉnh áp lực của nước này, điều chỉnh tia nước này. Đấy. Và cái phần xả hơi này thì nó rất là hiện đại nhá. Thì khi mà các bác dùng nó sẽ bị đẩy hơi mà hết nước thì các bác ấn giả cái này ra là nó sẽ xả hơi. Hồ lô tưới cây nhá, lên trên là hồ lô tưới cây. Giá của nó sẽ là 120k cho cái hồ lô tưới cây này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khóa số các bác nhá, khóa số. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng luôn và bên shop bán rất là nhiều. Con này dùng nó rất là tiện. Thứ nhất là nó không cần phải chìa, thứ hai là các bác dùng nó nhiều người sử dụng vẫn được, nó chỉ cần là nhớ cái mật khẩu là xong. Mật khẩu thì bên shop đang mặc định cho các bác là 4 số 0, còn về nhà các bác thay đổi thì tùy ý luôn. Đó, tùy ý cho các bác luôn. Đó. Tùy ý các bác luôn nhá. Đó, các bác thay đổi cực kỳ là ngon luôn. Các bác về chỉ cần nhấp này. Đấy, mật khẩu bên em mặc định là 4 số 0 thôi nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ nhấp như này là xong. Còn thay đổi mật khẩu thì các bác đảo cái vạch trắng đi cho em. Đây là hai cái vạch trắng này, các bác cần đảo đi như này. Sau đó thì các bác để cho em là 4 số 9 này, sau đó các bác để lại coi như là đã là mật khẩu mới nhá. Đó, còn các bác muốn lại đảo về 4 số 0 thì các bác mở ra, xoay cái vạch trắng này, xoay cái vạch trắng này cho em xoay đi, sau đó chuyển về 4 số 0 này, sau đó xoay trở lại này. Đó. Mật khẩu sẽ là 4 số 0 nhá, 4 số 0 như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, 90k, các bác lên cho em là khóa số nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một con khóa số như này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đó, khóa số 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ví cá sấu thôi nhá. Ví cá sấu hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó đây, hàng rất đẹp cho các bác luôn đây các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Lacoste này, ví cá sấu rất là đẹp luôn. Một con ví như này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con ví như này nhá, giá của nó chỉ có là 120k nhá. 120k cho một con ví cá sấu như này các bác này, 120.000. Hàng rất đẹp luôn, chất liệu da cá sấu thôi nhá, rất đẹp này. Siêu mềm cho bác luôn. Đấy. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác nhá. Đấy, hàng chấm hết cho bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Chất da cá sấu tự nhiên rất đẹp các nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là ví cá sấu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con ví cá sấu như này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Lên cho em là ví cá sấu giá 120.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái khay giấy này nữa này. Đấy. Khay giấy này nữa hôm nay sẽ xả lỗ cho bác luôn. Xả lỗ cho bác luôn. Em chỉ còn có khoảng 4 5 con nữa thôi. Đấy. Hôm nay thì xả lỗ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 200k và bao ship cho một cái khay giấy như này. Đấy, xả lỗ cho bác nhá, 200.000 luôn. Em làm bác là 250.
Hôm nay xả cho bác giá 200k và bao ship cho một con khay giấy như này không nhá. Đấy. 200k và bao ship xả lỗ hết cho bác luôn. Đấy. Hàng bằng đồng đúc nguyên khối nhá, đồng đúc nguyên khối cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, rất đẹp không nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó, xả cho bác luôn là 200.000 và bao ship. Đấy, em còn mấy cái nữa xả nốt nhá. Tiếp theo thì đó là đến cái sản phẩm nó là cái đây. Đấy, cái tam chân này. Tam chân thì em chỉ còn mấy hộp nữa thôi. Đấy, đang bán là 230.000, cũng xả luôn cho bác cái giá là 200 nhá. 200 cho một hộp tam chân như này và bao ship cho bác luôn nhá. Đó. Xả hết cho bác luôn. Đó, tam chân thì hình như chỉ còn có 1 2 hộp nữa thôi, 1 2 cái nữa thôi. Xả nốt cho bác luôn. Giá là 200k. Đấy, 200k và bao ship cho cái hộp tam chân như này nhá. Đấy. 200k bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Một hộp tam chân chất liệu bằng đồng đúc nguyên khối rất là đẹp, chắc chắn cho bác luôn. Đó. Rất đẹp, rất chắc chắn nhá. Giá của nó sẽ là 200k bao ship với nhá, 200k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp kéo tóc của thương hiệu Kai đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 160.000 cho một cặp kéo tóc như này. Đấy, bao gồm 2 chiếc này. Hàng của thương hiệu Kai Japan nhá, Kai Japan. Giá thì cực tốt cho bác luôn. Đấy, 160.000 cho hai cái kéo tóc, một con cắt một con tỉa như này nhá, một cắt một tỉa như này. Giá chỉ có cho các bác là đi một cặp kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Japan nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Một con cắt một con tỉa nhá. Đấy, hàng rất đẹp, rất chất lượng. Con này các bác dùng thì cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Giá thì bên shop cũng chỉ gửi cho các bác giá của nó sẽ là 160k. Có lên trên là kéo tóc 160.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên trên là tẩy lồng giặt. Đấy. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 12 viên các nhá. Một hộp này 12 viên. Đó. Hộp 12 viên như này. Đấy, một hộp 12 viên như này các nhá. Viên tẩy lồng giặt một hộp 12 viên như này. Đấy, mỗi tháng các bác dùng một viên cho em. Các bác bật cái chế độ là tẩy lồng giặt lên, sau đó các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 30k cho một 30k cho một hộp tẩy lồng giặt như này. 30k nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Các bác lên cho là tẩy lồng giặt, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho cái tẩy lồng giặt như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái viên xả quần áo nhá. Viên xả quần áo đây. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là khoảng 110g nhá, 110g trong hộp như này. Và nó sẽ có các bác là màu màu hồng, màu tím, màu xanh, màu vàng. Đấy. Giá thì chỉ có 25k thôi nhá. 25k cho một cái hộp xả như này. 25.000 đúng không? 25.000 cho một hộp xả quần áo như này nhá. Đấy, các bác thích dùng màu nào thì mình dùng, hoặc các bác lấy các màu để mình sử dụng nhá. 25.000. Rất là thơm luôn. Mỗi lần xả quần áo các bác chỉ cần cho em một rúm này là được rồi thôi nhá. Một rúm này đã là thơm lắm rồi. Đó, các bác để vào cái ngăn xả là ok, là nó sẽ tự đánh tan, nó chảy xuống máy và nó sẽ xả cho bác luôn, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là viên xả quần áo nhá. Viên xả quần áo, giá của nó sẽ là 25k cho một hộp nhá. 25k cho một lọ như này, viên xả quần áo các nhá. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn hộp nhôm đây. Có lên cho là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Đó, đèn hộp nhôm. Bên shop đang gửi tới bác một con đèn hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 90.000 ạ. Đèn hộp nhôm này. Giá của nó sẽ là 110k nhá. Đợt này về cho bác giá còn 100k, 100k cho con đèn hộp nhôm này thôi. Đấy, chẵn giá cho bác luôn 100.000. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này kèm thêu dây, dây sạc và dây đeo này. Dây sạc, dây đeo đầy đủ cho bác luôn, dây sạc, dây đeo móc khóa đầy đủ cho bác luôn nhá. Đó, và sẽ có là có cả bật lửa cho bác luôn nhá, có cả bật lửa luôn. Chế độ đầu tiên là bật đèn sáng này. Đấy, đèn rất sáng luôn các nhá. Bật lên thì đèn rất sáng luôn. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, rồi đèn đỏ này. Đấy. Rất là nhiều chế độ khác nhau nữa nhá. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, đèn đỏ này. Đó. Rồi tiếp theo là có chế độ là cảnh báo này. Và đây là bật lửa này, bật lửa thì các bác nhận giữ lì này cho em này. Sau đó khi nó lên cái đèn thì nó sẽ lên bật lửa này. Đấy, lửa lên nhá. Lửa đỏ lên đấy các bác thấy không? Lửa đỏ lên này. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con đèn hộp nhôm như này nhá. Giá chỉ 100k thôi các bác, lên cho là đèn hộp nhôm 100.000 các bác nhá. Đó, rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành của Nhật các bác này, kéo cành của Nhật đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, toàn chữ Nhật hết nhá. Đấy. Hàng này của nó sẽ là dòng thép SK5 không gỉ các bác nhá. Thép SK5 không gỉ. Đây. Đấy. Kéo cắt cành Nhật thép SK5 đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này cắt thì rất là ngon nhá. Đây. Japan này các bác này. Đó, Japan nhá. Rất chất lượng, các chỉ cần bóp này là sân ra này. Đấy. Đây. Hàng của Sada các bác này.
hàng của Sada nhé, rất chất lượng cho bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là 21 cm, con này cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Các bác sẽ được tặng kèm thêm một con lò xo nữa này, tặng kèm thêm một con lò xo nữa nhé. Đó, hàng của Nhật đây, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đây, rất là ngon nhé. Tất cả thân thiết của nó đều bằng hợp kim hết nhé, đều bằng hợp kim hết, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn các bác nhé. Cắt cành thì rất là ngon luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt cành như này, giá của nó sẽ là 75.000 nhé. Đấy, 75k. Qua lên cho em là kéo cắt cành nhé. Đó, lên cho em là kéo cành cam nhé, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 75k cho con kéo cành cam này nhé con nhé. Đó, qua lên cho em là kéo cam nhé, kéo cam, kéo cành cam này, kéo cành cam này, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 75k nhé, 75k. Đó, tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp nhé. Con này thì bên shop đang bán là 70k. Đó, cưa gấp, qua lên cho em là cưa gấp nhé. Giá của nó sẽ là 70k cho một em cưa gấp như này. Đấy, giá của nó sẽ là 70.000 nhé, 70.000 cho một em cưa gấp như này con này. Đấy, 70.000. Cứ mang lên nhà này, hàng made in Japan với nhá. Đó, 70k cho em cưa gấp như này. Mang lên nhà không nhỉ? Mua bánh mì kem thôi lại còn có một cái gì. Mang lên nhà mở ra không nó hiểu. Đấy nhá, các bác có thể uốn cong như này con này, uốn cong như này con này. Đấy, con này hàng cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đấy, hàng chất nhá. Đấy, đây các bác có thể uốn cong được rất là tiện luôn. Đấy, mở ra mở vào. Con này là 70.000 nhá, 70.000. Đấy, riêng hôm nay thì bên em sẽ bán theo combo. Nếu các bác lấy một kéo một cưa như này, đấy, một kéo một cưa như này, bình thường em đang bán là thành 70, là thành 145.000. Nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay nhá, đó, nếu bác nào mua được thì giá của nó sẽ là 130k cho hai món này. Đó, một kéo và một cưa, giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đấy, tính ra mỗi món chỉ vào có 65.000 thôi các bác nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000 cho một kéo một cưa như này, combo. Nếu các bác mua combo giá sẽ là 130k. Đó, 130k cho một combo như này các bác nhá. Đó, 130.000. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Một kéo một cưa. Cưa này mua lẻ sẽ là 70.000 và kéo này thì mua lẻ sẽ là 75.000, nhưng nếu mua combo sẽ là 130.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ đây. Đấy, đó là con đồng hồ bật lửa nhé. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đồng hồ bật lửa như này, giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Loa quay một kiểu thôi. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ nhé, bật lửa đồng hồ. Con này về các bác tự bơm ga nhé. Đó, tự bơm ga, bật lửa đồng hồ, bật lửa này, bật lửa kèm đồng hồ nhé, bật lửa đồng hồ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Hôm nay về cho bác còn là 100k nhé, 100k cho con bật lửa đồng hồ như này. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ về tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k thôi. Đây, về các bác chỉ cần ấn này là đồng hồ nó sẽ lên này. Đấy, đồng hồ sẽ lên, ấn tách này có nhé. Đó, nhưng mà lưu ý các bác là con này về các bác phải tự bơm ga nhé, tại vì là bên em chưa cho sẵn ga đâu. Đấy, chưa cho sẵn ga đâu, cho xe vào xếp ra em thể luôn. Đấy, cái đấy quay rồi, có cái khay đá em mang ra. Đấy, về các bác bơm ga vào nhé, về các bác tự bơm ga đây, bơm ga vào đít này cho em. Đấy, bật lên như này nó sẽ lên đèn này. Bật lên này sẽ lên đèn rất là đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bật lửa đồng hồ như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này, 100.000 thôi nhá, 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cái bộ V24 nhá. Có lên trên là V24. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ V24 như này. Các bác lên mã giúp cho em là V24 nhá. Đó, lên trên là V24. Đấy, đấy. Bộ này thì nó sẽ có 24 chi tiết ở trong này. Đấy. Các bác lên trên là V24 nhá. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 80k cho một bộ V24 này thôi nhá. Đây, các bác chỉ cần về đẩy cái nắp này ra là xong này. Đấy, bộ 24 chi tiết nằm trong một cái nắp cực kỳ xịn sò như này các nhá. Đó, đầu vít nó có nam châm hít nhá. Đấy, cái này nó có từ hít hết, nam châm hít hết, rất là xịn sò luôn. Đó, đây nó sẽ có một cái tay xoáy nhanh như này nhá. Về các bác lấy các cái đầu vít tùy ý này, các bác lắp vào này. Đấy, có từ hít đấy, các bác dùng để sửa chữa làm đồ nghề là vặt rất là ok luôn. Đó,
giá thì chỉ có 80k này coi nhá, giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em là bộ V24 nhá. Đấy, lên theo là bộ V24, giá của nó sẽ là 80k thôi, cái bộ V24 này các bạn. Đấy, bộ này các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình thì cực kỳ là ok luôn, thép không gì, cực kỳ sáng bóng đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là V24 nhá, V24 mang ít lót cửa nhá. V24 giá của nó sẽ là 80k. Đấy, các bác lên cho em là V, đây các cái đầu vít của nó này. Đấy, lên cho em là V24 nhá. Giá của nó sẽ là 80k cho cái bộ V24 này. 80k cho bộ V24 này các bác nhá. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. V24 giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm các bác nhá. Đấy, đây. Các bác lên xem là mang cả bít ít bình xịt nhớt ra nữa tôi ạ. Có cả ủ nóng cả ít bình xịt nhớt nữa. Các bác lên mã giúp cho em là thước rút tự hãm nhá. Đó, thước rút tự hãm. Thì bên em đang có những cái dòng cho các bác đây. Đấy. Cái con 5m này thì 5m này thì đợt này hàng về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn nhá. Đây, một con thước 5m thế này các bác này. Đó, con thước rút 5m thế này. Hàng chất rất đẹp cho bác luôn. Đây, hàng của Japan các bác này, hàng của Japan nhá. Đó. Con 5m thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn 40k nhá. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Con thước rút tự hãm này rất là ngon luôn. Rút ra là tự hãm, rút ra tự hãm thôi nhá. Đấy, rất ngon luôn. Đó. Rút ra tự hãm, rút ra tự hãm rất là ngon luôn nhá. Đó. Con này thì dòng của nó sẽ là 5m nhá. Còn 5m này thì giá của nó sẽ là 5m này. 5m đang bán là 45k về cho bác, giá còn là 40k nhá. Còn thước 5m sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo là đến cái con 7,5m này. Đấy. Đây. Đây con này là 7,5m này. Đấy. 7,5m các bác nhá. Đây. 7,5m này. Con 7,5m các bác này. Đấy. 7,5m nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Rút ra là tự hãm nhé, rút ra là tự hãm nhé, nó rất tiện dụng luôn. Đó. Con 7,5m này thì giá của nó sẽ là 50.000, 7,5m này, giá của nó sẽ là 50k nhé, 7,5m là bằng 50k. Đó. Tiếp theo đến con 10m này, đấy, 10m này, thước rút tự hãm không nhá, thước rút tự hãm nhá, rất ok luôn. Đó. Con 10m này, đấy, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn, số to rõ ràng nhé. Đó. Con 10m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhé, 10m. Giá là 60k. Đó. Đấy 60k. Đấy. Giá như vậy là đã giảm cho bác là 10.000 một chiếc rồi nhá. Con này trước giá của nó sẽ là 50 60 70. Bây giờ chỉ còn 40 50 60 thôi. Đó đây. Đấy bên em sẽ có cho các bác là dòng là 5m này. Đấy. 5m đây. Đó 5m thôi nhá. Đó. 5m này, 7,5m này và 10m này. Đó, đều là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Japan hết các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Đó đây thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy thì dây vòi xịt vệ sinh này thì có tặng kèm các bác cả giá đỡ luôn, có cả giá đỡ cho bác luôn nhá. Đấy, dây vòi xịt vệ sinh có kèm giá đỡ cho bác luôn. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh này đây nhá, có cả giá đỡ này. Đấy, có cả giá đỡ cả ốc cho bác, cả ốc vít cho bác luôn. Đấy, hàng bằng inox 304 không gì, có tranh đi cái biển đâu nhỉ, hàng bằng inox 3 đây, đây, đây. Hàng bằng inox 304 không gì nhá, không bắt nam châm nhá, không bắt nam châm. Đó, đóng ngắt trên tay, dây dài khoảng 1m2 đây. Đấy, giá thì chỉ có 100k thôi, em đang bán là 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn có 100k nhá. Các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh, giá chỉ có 100k thôi, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh này, giá quá là tốt cho bác luôn nhá. 100k. Đấy. Hàng bằng inox 304 không bắt nam châm nhá. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ này. Hàng cực kỳ chất lượng, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là con hồ lô tưới cây các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hồ lô tưới cây, cho em là ổ đúc cao su. Nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân như này các bác nhá. Đấy, 3 chân dòng 5 chân như này. Giá bán thì đều là 50k trong cái ổ này. Đấy. Ổ này là 50.000 nhá, còn cái phích cắm này thì sẽ là 20.000. Hàng kết nối cực kỳ chặt luôn nhá. Đấy, kết nối rất là chặt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là thích luôn nhá. Đó. Và của nó sẽ là
chịu được điện áp rất là tốt luôn, 16A này. Đấy, 16A các nhé. Đó, đây. Rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Một cái ổ cắm chịu chịu tải như này nhé, chịu tải chịu được áp lực nhá. Đấy, chịu được va đập luôn, chống cả va đập luôn. Đây, em test cho bác xem này, đây nhá. Chống va đập thoải mái luôn này các bạn này. Đấy, đập thoải mái các bạn này. Đập thoải mái nhá. Đấy, đập thoải mái luôn. Đây. Đập thoải mái không có hề hấn gì nhá. Đó, đập thoải mái không hề hấn gì luôn. Đó. Giá chỉ có 50.000 thôi. 50k cho con ổ đúc này nhá. Đấy. Có dòng 3 chân, dòng 5 chân. Đấy. Dòng 3 chân, dòng 5 chân các bạn này. Đấy, dòng 3 chân, dòng 5 chân như này. Và có dòng có phích cắm thì phích cắm nó sẽ là 20 máy vít nhá, các bạn nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ chạy bằng pin. Đấy, chạy bằng pin, có dây sạc như này. Đấy. Và máy rất là khỏe luôn. Máy rất khỏe luôn các bác nhá. Đây, em sẽ test cho bác xem cái con ốc này. Đây nhá. Đấy. Đây. Đấy, qua theo đây. Đấy, nó mở ra này. Đóng vào này. Qua đây. Đấy, máy chạy rất khỏe luôn. Đấy, qua theo. Chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Đấy nhá. Thấy ra. Đấy, có xoay bàn nhá. Đấy, qua theo. Rất khỏe luôn. Máy chạy rất là khỏe nhá. Nói chung là con này các bác dùng làm thợ làm nghề là rất là ok. Đặc biệt là các bác làm thợ điện thợ đóm là dùng con này rất là ok luôn. Đây. Đấy. Con này thì nó sẽ có tặng kèm dây sạc như này. Con này thì một con máy vít như này bên shop đang gửi tới các bác một con máy vít như này, giá của nó sẽ là 130k nhá. Các bác lên trên là máy vít, giá của nó sẽ là 130.000 cái con máy vít như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng chuyển động này. Đấy. Thì khi mà các bác dùng ấy thì khi mà có người đi qua thì nó sẽ sáng, và có người đi đến thì nó sáng và đi qua thì nó sẽ tắt. Đây, giá của nó thì có đuôi đèn này cả bao nhiêu nhỉ? Cái đuôi cảm ứng này bao nhiêu đấy? Đuôi cảm ứng này giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 90k. Đó. Đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn này. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho con đuôi đèn cảm ứng này. Đây, em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đó, nó rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k. Đây nhá, ở cái hành lang này thì em có để một cái này. Đấy. Đuôi này thì nó sẽ là cả ban ngày cả ban đêm luôn. Có người đi đến gần nơi là nó sẽ sáng nhá. Đó. Có người đến gần là nó sẽ sáng các bác này. Đấy. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Có người đến gần là nó sẽ sáng nhá. Và đi ra ngoài thì nó lại tắt nhá. Đấy, đi ra ngoài nó lại tắt, rất là tiện luôn. Đó. Nói chung là rất là tiện và tiết kiệm điện các bạn. Nó tiết kiệm điện luôn. Đi ra ngoài tầm khoảng 5 giây, 5 7 giây là nó sẽ tắt các bạn. Đó. Thì nó là đuôi thuộc đuôi cảm ứng mà. Nó rất là tiện cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đó. Rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác mua hàng có thể liên hệ với các số hotline của bên em nhá. Đó. Tầm khoảng 15 giây là nó sẽ tắt các bác nhá. Đấy, hoặc là tùy chỉnh 15 giây, 45 giây hoặc là 5 phút. Tùy theo chế độ các bác điều chỉnh là nó sẽ tắt hoặc nó sẽ bật thôi. Rất là tiện cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đặc biệt là những cái khu vực nào mà tối mà mình ít sử dụng. Hoặc là đấy, các bác thấy không? Nó tắt rồi đấy. Ok. Đó là cái đấy, bộ này bộ hoa thị này. Đây, một cái bộ hoa thị rất đẹp như này nhá. Đấy, bộ hoa thị này thì bên shop bán cho các bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho một bộ hoa thị như này. Đây. Hàng rất đẹp cho bác nhá. Đấy, giá chỉ có 70.000 thôi. Còn bộ lục giác thì giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ lục giác như này nhá. Đấy, bộ lục giác này sẽ là 80k cho một bộ lục giác này. Hàng rất là đẹp luôn, 80k. Đấy, nếu các bác nào lấy cả đôi, cả hoa thị cả lục giác thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá là 150.000 và bao ship cho bác luôn. Đấy, bán cho các bác combo cả hai bộ như này, một hoa thị một lục giác, giá của nó sẽ là 150k và bao ship nhá. Đấy, hàng chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đấy, giá cực tốt cho bác luôn. Ok chưa? Đó, giá rất tốt cho bác luôn nhá. Đấy, đây. Đây, rất chất lượng con này, rất chất lượng và giá cực tốt luôn. Đấy, các bác nào lấy hoa thị thì lấy, mà lấy lục giác thì lấy, hoặc lấy cả hai. Nếu các bác lấy cả hoa thị cả lục giác thì sẽ được bao ship nhá. Đấy là 150.000 và bao ship. Còn nếu các bác lấy nguyên hoa thị thì là sẽ là hoa thị là 70.000 và lục giác là 80.000 thôi nhá. Đấy. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đấy. Các bác lấy hoa thị được mà lấy lục giác được. Đó. Rất là ok thưa các bác nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Nếu lấy cả bộ thì sẽ là 150.000 cho hai bộ, một bộ hoa thị, một bộ lục giác. Còn nếu lấy nguyên lục giác là 80k. Đấy, lục giác là 80k. Đây, bộ này bộ lục giác này. Đấy, còn bộ hoa thị là 70k.
Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác, đó là cái sản phẩm, đó là cái túi da bò nhé. Túi da bò thì bên shop sẽ về cho các bác theo hai mẫu đây. Đấy, thứ nhất là theo ba mẫu. Đấy, đầu tiên là lên cho bác cái mẫu là túi vuông đây. Đấy. Đây. Các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá. Đấy. Đây, túi vuông này. Các bác lên cho em là túi vuông. Thì con túi vuông này nó cũng có hai màu, đó là màu xám và màu xanh. Đấy, các bác lên cho em là túi vuông nhá, nó sẽ có hai màu, màu xám và màu xanh. Màu này là màu xanh này, màu này màu xanh này. Đấy. Màu này màu xám này. Con này thì bên shop đang bán là 170.000. Đợt này về cho bác giá cực tốt luôn, đó là 160.000 nhá. 160.000 cho một con túi như này. Đấy. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên, 100% là da bò tự nhiên các bác nhá. Đây. Đây các bác xem cái đầu, cái phần da của nó này. Đấy, 100% là sợi da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, da bò tự nhiên. Đấy, cái này các bác dùng cào cấu thì thoải mái, test thoải mái cho anh em luôn, kể cả anh em đốt cũng ok luôn. Về cho anh em test đốt thử thoải mái luôn nhá. Đó, 100% là da bò tự nhiên. Đấy, lên cho em cái mẫu này là túi vuông nhá. Mẫu này thì các bác lên cho em là túi vuông. Mẫu túi vuông này thì giá bên shop đang gửi tới các bác, giá của nó sẽ là 170. Đợt này về cho bác giá cực tốt luôn là 160.000 cho con túi vuông này. Đấy. Còn con này là con túi chéo này. Con túi chéo này thì sẽ về cho các bác cái giá đó là 130.000 cho con túi chéo này nhá. Đấy. Lên cho em là túi chéo này, giá của nó sẽ là 130.000. Đây. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt này. Con túi vuông này nó sẽ có hai ngăn hai bên này, hai ngăn hai mặt này. Đấy, hai ngăn hai mặt và một ngăn ở giữa nhá. Ở giữa thì nó sẽ có một ngăn khóa các bác này, một ngăn khóa nhỏ này để các bác để những cái đồ linh tinh gọn vào trong này. Đấy, còn hai ngăn hai bên như này, hai ngăn hai bên như này các bác nhá. Đó, hai ngăn hai bên như này và một ngăn khóa ở giữa. Quai đeo của nó cũng trần da hết nhá. Quai đeo của nó trần da hết, rất xịn sò luôn. Đây. Đây. Quai đeo của nó cũng trần da hết các bác này. Đấy, quai của nó cũng trần da tự nhiên hết luôn, rất đẹp nhá. Đấy, con này các bác dùng để đi chơi, đi du lịch, đi học hành thì nó rất là ok. Hàng sang xịn mịn, chất liệu da bò, bảo hành cho bác dùng 10 năm không bị xỉn luôn. Tiếp theo đó là con túi chéo này. Con túi chéo này thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con túi chéo này. Đấy, 130.000 cho con túi chéo này. Con này nó cũng rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng này. Cũng rất là nhiều ngăn nhá, nhiều ngăn. Đó, các bác theo. Rất nhiều ngăn luôn. Đây. Rất là nhiều ngăn để cho các bác sử dụng nhá. Đây. Đấy, ngăn bên này nữa đây. Có cả ngăn đằng sau nữa này. Đó, rất nhiều ngăn luôn. Máy trần rất là kỹ, quai cực kỳ là đẹp luôn nhá. Lên cho em là túi chéo nhá, túi chéo. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, 130.000 cho con túi chéo này. Đấy. Tiếp theo lên cho bác con túi đeo hông này, con túi đeo hông này cũng rất là chất và xịn sò luôn. Đấy. Các bác lên cho em là túi hông nhá. Đây, túi đeo hông này, rất chất lượng và xịn sò luôn. Con túi hông này thì hôm nay cũng về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó chỉ còn có 120.000 cho con túi hông này thôi. Đấy, đây. Chất liệu của nó này, da bò đây các bác này. Đấy. Da bò của nó này, các bác thấy không? Đây. Đấy. Còn nguyên sợi da bò này các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ là xịn luôn nhá. Đó. Bảo hành cho bác luôn, về test đốt thoải mái. Các bác nhá, đốt thoải mái luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt thoải mái cho em. Đấy nhá. Đó. Hàng đốt thoải mái không cháy cho bác luôn nhá. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Đây, con này đeo hông nhá, con này đeo hông này. Đấy, có thể điều chỉnh nha. Các bác có thể điều chỉnh cái nấc này. Đó, điều chỉnh cái nấc này để cho to nhỏ theo cái vòng bụng của mình nhá. Đó, đây con này là đeo hông. Con đeo hông này là 120.000. Con đeo chéo là 130 và con túi vuông là sẽ là 160. Đây em đeo thử cho các bác xem luôn. Đấy, cảm ơn các bác đã ủng hộ shop nhé. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui nhé. Đây. Đấy, đầu tiên là em sẽ đeo con túi hông trước cho các bác xem này. Đây. Con túi hông này. Các bác có thể chỉnh cái nấc này để cho nó thu vào này. Thu vào cho nó vừa với cái vòng bụng của mình. Đấy, ok chưa? Đây là con túi đeo hông các bác nhá. Đấy, con túi hông này. Túi hông này anh em các bác này. Đó, ok chưa, rất đẹp luôn nhá. Còn túi hông này rất là đẹp luôn. Đấy, để trước này các bác đựng giấy tờ, điện thoại rồi tiền nong các thứ để trước này cho em. Con túi này chắc chắn là các bác chỉ để được khoảng 2-300 củ thôi. Đấy, chỉ được 2-300 triệu thôi. Đấy. Đựng đồ, đựng đoàn rồi tiền nong các thứ đây, bỏ hết vào đây cho em. Ngăn rất là rộng luôn này. Đấy. Tiếp theo đến con túi chéo này. Con túi hông này thì nó sẽ có màu xám nhá, màu xám. Màu xám với lại còn mấy con màu da bò này nữa này, màu da bò này. Đấy. Tiếp theo đến con túi chéo này. Con túi chéo thì nó cũng có hai màu, màu xám và màu xanh này. Túi chéo sẽ có hai màu, màu xám và màu xanh. Đây. Đấy, các bác có thể thả nước này ra để mình đeo này. Đây. Con này là con túi chéo này. Đấy. Con túi chéo này đeo cũng rất là ok luôn. Đây. Đấy, con túi chéo này. Đấy, túi chéo này các bác đeo như này cho em này. Đấy, chéo vai như này, rất ok nhá, rất đẹp nhá. Đựng điện thoại rồi các cái thiết bị đồ linh tinh, đi chơi đi du lịch mà mang con này đi rất là tiện luôn.
Tiếp theo là đến con túi vuông này, con túi vuông này. Đấy, con túi vuông cũng rất là tiện đấy. Đấy, các bác có thể đeo vào này. Đấy, đeo đằng trước, đeo đằng sau, bên hông đều ok hết nhá. Đấy. Thì em sẽ nói lại giá cho các bác xem nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông này, lên cho em là túi vuông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con túi vuông như này, giá của nó sẽ là 160 nghìn nhá. Giá cũ là 200, giá mới chỉ còn 160 nghìn thôi. Tiếp theo đến con túi chéo này. Con túi chéo thì nó sẽ là 130 nghìn. Còn con túi đeo hông này là 120 nghìn. Tất cả thì cơ bản đều là có hai màu, màu xanh và màu xám này. Đây. Đấy, con túi chéo thì sẽ có hai màu, màu xanh và màu xám này. Đấy, túi chéo này nhá, hai màu, màu xanh màu xám này. Đó. Còn con túi vuông này thì cũng có hai màu, màu xanh và màu xám này. Đó. Còn con túi đeo hông thì túi hông thì nó sẽ có cả màu da bò nữa, có cả màu da bò. Nó chỉ có hai màu thôi, màu xám và màu da bò. Màu da bò em chỉ còn có hai ba chiếc thôi. Đây, màu xám, màu da bò như này. Đấy, chất liệu da bò tự nhiên này, siêu mềm luôn em các bác nhá, rất mềm luôn. Đấy, rất mềm nhá. Đấy, bỏ ra nó lại da như bình thường. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái tất của Nai nhá, tất của Nai. Thì bên shop về cho các bác là có màu đen. Đấy, màu đen hình như có màu đen và màu ghi thì phải. Đây. Đấy, không biết còn màu ghi không. Đây, lô này về chủ yếu là màu đen thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là tất 5 nhá, tất 5. Đấy, nó là có 5 đôi thôi mà. Tất 5 giá của nó sẽ là, cái tất 5 này bao nhiêu nhỉ? Tất 5 nhá, giá của nó sẽ là 85k cho một hộp này, là bao gồm là lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy. Tất đựng trong hộp mà lên cho em là tất hộp 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 85k cho hộp 5 đôi như này các bác này, hộp 5 đôi. Đây. Chất liệu của nó thì thôi rồi luôn các bác nhá, co giãn 4 chiều, thoải mái sử dụng luôn, co giãn 4 chiều, thoải mái sử dụng, ngon lành cành đào cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt nhá, cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, một cái hộp tất 5 đôi như này, siêu dai, siêu mềm, co giãn 4 chiều, thấm hút rồi chống hôi chân các kiểu là đỉa luôn. Hàng của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Đây, Nike này. Đấy, hàng của thương hiệu Nai của Nhật đây. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 85.000, 85.000 trong hộp mà 5 đôi như này. 85.000 hộp 5 đôi, mã tem mã vạch đàng hoàng các bác này. Đấy. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp 5 này, đó. Tất hộp 5, màu đen, giá của nó sẽ là 85k. 85k các nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo vàng hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì tất cả đều là hợp kim hết. Đây, thép SK5 không gì nhá. Bên shop bán cho bác một con kéo vàng như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k nhá, 40k cho một con kéo vàng như này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, một con kéo vàng thép SK5. Con này thì nó rất là sắc luôn, rất là sắc luôn. Đây các bác cắt này, rất ngon luôn các nhá. Đấy, cắt rất ngon luôn. Đó, coi theo. Cắt rất ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một con kéo cành thép SK5 như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 40k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái con liếc mài dao kim cương này, hàng của Japan của Nhật đây. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con liếc mài dao kim cương này, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k cho con liếc mài dao kim cương này, Japan này các bác nhá. Đó. Con này các bác dùng để mài kéo này, mài dao, mài liềm đều ok hết nhá. Giá là 160.000, hàng của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật lòng ngoằng hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đó, giá là 160.000. Tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác đó là khi vít điện này. Các bác lên cho là vít đỏ vàng nhá, vít đỏ vàng này. Đó, vít đỏ vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu cái vỉ vít đỏ vàng đấy nhỉ? Này. Vít đỏ vàng bao nhiêu đấy? Vít đỏ vàng ấy. Vít đỏ vàng bao nhiêu? Lên cho em là vít đỏ vàng nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 7 chiếc này. Đấy, vít đỏ vàng bao nhiêu? Vít 130k nhá, 130k cho một vỉ vít đỏ vàng như này. Ở đây nó sẽ có cho bác là 6 cây vít đều là cách điện hết, 3 cây dẹt, 3 cây múi và một cây bút điện nhá, một cây bút điện như này. Giá là 160.000, 130.000 thôi nhá. Đấy, giá cũ 160 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 130.000 cho một cái vỉ vít đỏ vàng như này nhá. Đấy, lên cho em là vít đỏ vàng nhá. Con này các bác dùng để cách điện, cách điếc nói chung là rất tuyệt vời luôn, giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này cắt từ ống 42 trở về. Đó, con này các bác cắt được từ ống 42 trở về luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Kéo cắt ống 42 bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Cắt từ ống 42 trở về nhá. Kéo cắt ống 42. Kéo ống 42. Ừ.
giá của nó sẽ là 110.000 các bác nhá, 110k đó. Các bác lên cho em là kéo cắt ống nước nhá, 110.000 đó. Tiếp theo lên cho bác cái con vật gấp các bác này. Đây. Đấy. Con này là gọi là vật gấp nhá. Giá của nó sẽ là 130k cho con vật gấp như này. 130k cho con vật gấp như này. Con này dùng rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Bình thường các bác dùng cái chế độ bắt muỗi tự động thì đẩy cho em cái đèn này lên. Còn nếu các bác dùng chế độ bình thường vật muỗi thì các bác để cái nấc 2 này để mình vật muỗi. Rất là ok luôn nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Giá để đánh ra giờ đấy. Đây, đấy các bác này, đấy. Chế độ bắt muỗi này, đấy, bắt muỗi. Con này nó đánh điện rất mạnh luôn nhá, đánh điện rất là mạnh luôn. Đấy, bình thường các bác không dùng nữa thì có thể gấp à, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 130k nhá, vật gấp 130k. Rồi ok. Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka. Bên shop bán thì con này thì giá về cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Một con máy xay như này nhá. Đây, một con máy xay như này. Hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka Japan. Con này thì hàng Nhật xuất, nó sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá. Đây, điện 220V, công suất 1800W. Đây, ở đây nó sẽ có cho các bác là một đầu máy và một cái phần xay như này các bác này. Đấy, đây. Hàng của nó là hàng loại 1 cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng loại 1, hàng to dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đây, ở đây thì em nó có mấy viên đá khô này. Đấy, có mấy viên đá khô đây. Đây, để em sẽ xay thử cho bác xem luôn. Đá này là đá để tủ lạnh trong vắt các bác nhá. Đấy, đá để tủ lạnh trong vắt cho các bác luôn. Đấy. Đổ này vào đây. Dạ. Để tủ lạnh trong vắt luôn các bác nhá. Đó, đây. Thì các bác chỉ cần là đây em cho đấy, chỉ cần là xay là xong thôi. Đây. Đấy, em sẽ cắm điện và xay trực tiếp cho bác xem luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đó đây. Đấy. Con này nó sẽ sử dụng điện 220 các bác nhá, điện 220. Đây em xay trực tiếp cho bác xem luôn này. Đây các bác xay nhá. Đó đây các bác này. Đó. Cái này thì các bác cứ nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Nhấp nhả cho em các bác. Đó. Rồi cái này em xay xong rồi tí nữa em sẽ làm hộp sữa chua đánh đá luôn các bác nhá. Đó. Làm hộp sữa chua đánh đá luôn. Ok các bác đã xay xong, rất ngon lành luôn. Đây. Đấy, giòn giếc của nó rất khít nhá, nước là không thể ra vào được các bác nhá. Đây. Giòn của nó rất khít luôn này. Đấy. Đá xay ra mịn như tuyết luôn các bác nhá. Đây, mịn như tuyết luôn các bác này. Đó. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Cối xay không hề hấn gì các bác nhá. Cối xay thì không hề hấn gì luôn. Đá xay ra rất là mịn luôn này các bác này. Đó. Rất ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Cái này thì các bác xay ra các bác làm sinh tố này, rồi làm xay thịt, xay gà, xay cá này, làm kem này, rồi nói chung là muốn làm cái gì làm. Nói chung nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy. Máy của nó thì rất đẹp, rất nhỏ gọn nhá. Đây. Lưỡi không hề hấn gì các bác nhá. Lưỡi không hề hấn gì này. Đó, lưỡi xay đá nhưng mà không có hề hấn gì luôn. Các bác thấy không? Đấy. Đá là một loại kinh khủng rồi. Đấy, rắn như đá mà. Đấy, thế mà xay rất là nhuyễn luôn các bác nhá. Đây. Máy của nó đây các bác này. Dùng rất là ngon luôn. Công suất của nó là 1800W, sử dụng điện 220V. Đó, ok chưa? Các bác lên mã giúp cho em là máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay Osaka như này. Giá của nó sẽ là lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Máy xay Osaka nhá. Đây máy xay Osaka này. Giá của nó sẽ là 160k các bác nhá, 160k cho con máy xay Osaka này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 160k các bác nhá, 160.000 cho con máy xay Osaka này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đá cắt các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đá cắt này. Đấy. Đá cắt thì dòng này bên shop đang về đó là cái dòng đá của Nhật các bác nhá, đá của Nhật. Đấy. Nó thuộc là dòng đá đỏ cao cấp của Nhật. Con này các bác cắt thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Lion các bác này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đây. Hàng của Lion này, đá của Nhật siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Các bác nhá. Đó. Đá đỏ của Nhật các bác nhá, cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Thì dòng này thì nói chung là các bác biết rồi. Đấy. Đá thì nó sẽ có là đầu tiên là đá đỏ này. Đấy đá đỏ, sau đó thì là đến đá xanh và đá vàng là kém nhất nhá, cho nên các bác mua thì phải mua loại đá đỏ này nhá. Đấy. Cái đá đỏ này thì bên shop đang gửi tới. Các bác lên mã giúp cho em là đá lưỡi cắt đỏ nhá, lưỡi cắt đỏ. Lên cho em là lưỡi cắt đỏ nhá. Lưỡi cắt đỏ này. Đấy, lưỡi cắt đỏ. Còn lưỡi cắt đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá của nó sẽ là 7k trên một viên, 7k trên một viên nhá. Đó. Còn mua, còn các bác mua mua một cái hộp mà hộp 50 viên, 50 viên thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship nhá.
Đấy, 50 viên đây. Hộp này của nó là 50 viên này. Còn em bán lẻ thì 7k một viên và bán từ 5 viên trở lên. 7k đấy, trên một viên và bán là 5 viên nhá, 5 viên. Đấy, còn các bác mua cả hộp này nhá. Mua cả hộp thì giá của nó sẽ là 220.000, 220k và bao ship. Hộp này của nó sẽ là 50 viên nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 viên này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đấy, 50 viên. Còn các bác mua một nửa hộp như này là 25 viên. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Đấy. 130.000 cho 25 viên như này. Đấy. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130k nhá. Đấy, còn các bác lấy cả hộp thì chỉ có 220.000 thôi. Đấy, lấy cả hộp là 50 viên, giá là 220.000 và bao ship nhá. Nói chung là lấy cả hộp cho nó rẻ các bác. Đằng nào các bác cũng dùng những cái đá này cắt cực kỳ là ngon luôn nhá. Đây, cái mên lưới của nó rất là dày các bác này, mên lưới của nó rất là dày như này. Khi các bác cắt thì không sợ bị vỡ, bị đứt mà nó rất là bền. Các bác cắt nó rất là bền lưỡi nhá, rất bền lưỡi luôn. Dùng cực kỳ ok luôn, rất bền lưỡi các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 7k trên viên này, bán từ 5 viên trở lên. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt nhá. Lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox hoặc lưỡi cắt đỏ nhá. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái hút bụi ống thôi nhá. Có lên cho em là hút bụi ống đây. Đấy. Con này thì một con hút bụi ống như này. Bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này, giá của nó sẽ là 226 à. Phương. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Đó, hút bụi ống này. Đấy, hút bụi ống. Con này đang bán là 270k. Về cho bác giá còn 260k cho con hút bụi ống này nhá. Lên cho em là hút bụi ống này, 260k thôi nhá. Đó. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm một đầu một máy hút như này nhá. Đấy, con này chạy bằng pin. Chạy bằng pin, rất là khỏe luôn con này. Đấy, chạy bằng pin rất khỏe luôn. Đó, ok chưa? Đây. Thì đây, em sẽ hút thử cho bác xem. Đây có lắp cái đầu này vào này. Đấy, sau đó lắp cái ống này vào. Đấy. Lắp cái ống này vào. Đây, đây nha, đây là cái bát gạo này nha, đây là cái bát gạo này này, em sẽ hút cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đấy. Cái bát gạo này mà cái đít này nó còn có cả nước này. Đấy. Nó hút rất là ngon luôn các nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Khi bác ấn ra chỉ cần nhả ra như này, sau đó thì mình lại đổ ra thôi. Đây, tháo cái lẫy này mình đổ ra. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Hút cực kỳ khỏe luôn các nhá. Đấy. Hút rất khỏe luôn. Sau đó thì các bác lại lắp cái tấm hút này lại này. Đấy. Hút cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn này. Các bác hút bụi rồi côn trùng rồi nói chung là đấy, bụi rồi côn trùng rồi nói chung là vi khuẩn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Các cái ngóc ngách nhá, rất là ngon luôn. Đó, ok chưa? Đấy, hút cực khỏe luôn. Đây. Lên mã tiếp theo là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260k. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng, hút cực kỳ ngon luôn. Cái này nó bằng vải các bác có thể giặt được nhá. Bằng vải các bác có thể giặt được, rất ngon lành luôn. Giặt rũ ngon lành cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống, giá của nó chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho con hút bụi ống này coi nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác chỉ cần lắp vào này xong này. Sập cái này vào này. Đấy. Đấy, ok chưa? Đây nó có cả đèn báo luôn này. Có cả đèn báo luôn, hút rất khỏe nhá. Ngoài ra các bác có thể thay đầu nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào mà cần phải dùng chổi lông. Dùng chổi lông thì các bác lắp cái chổi lông này vào cho em này. Đấy, lắp cái đầu chổi lông này vào để mình hút này. Đấy, đây. Đây các nhá. Đó. Các bác có thể là lắp cái đầu chổi này vào. Đây. Đấy, lắp cái đầu này vào này. Mình hút trực tiếp này. Đấy, hút theo cái đầu này cũng được này. Hoặc là các bác lắp cái đầu chổi lông này vào này. Đấy. Lắp cái đầu chổi lông này vào. Đây. Đấy. Đấy, lắp cái đầu chổi này vào, hút trực tiếp này. Đấy. Các bác hút thảm một chiếc, vừa hút các bác vừa kỳ cọ này vừa hút đi theo này. Đấy nhá. Đấy, nói chung là con này nó chạy rất là khỏe luôn. Giá cực tốt các bác nhá. 260.000 cho một con hút bụi nha. Đó. Con này thì nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin mà các bác cắm sạc đây. Đấy, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này nhá. Ok chưa? Đó, giá cực tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác nhá. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con hút bụi ống này. Bao ship cho bác luôn.
sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cái thanh cài dao các bác này. Đây, một con thanh cài dao cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé. Đấy. Con này thì nó rất là tiện rồi, để cho các bác dùng trong cái gian bếp nhà mình các bác. Đấy. Phòng bếp, phòng bếp đây là các bác dùng con này cho em là rất là ok luôn. Đó. Đây, con này nó rất tiện luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao các bác nhá. Đó. Chiều dài của nó sẽ là đi đây. Con này nó dài là đi khoảng 40 cm các bác nhá. Đấy, dài khoảng 45 cm. Đấy, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304. Sáng bóng đẹp và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là thanh cài dao nhá. Đấy, thanh cài dao. Đó. Thanh cài dao này. Dài là 45 cm nhá, 45 cm. Đó, con này dài là 45 cm như này. Các bác về các bác chỉ cần dắt dao vào đây thôi. Đây, ví dụ đây là con dao này, đây là con dao nhỏ nhất này, em dắt vào này. Đó, nó sẽ như này nhá. Đấy, dắt vào nó sẽ như này. Nó sẽ có tới 1 2 3 4 ngăn, 4 ngăn và chiều dài của nó sẽ là 45 cm. Các bác tha hồ dắt dao rất là thoải mái luôn. Còn đồ đạc các thứ, cái gì xong nồi hoặc là cái gì treo được thì các bác treo lên đây cho em. Nói chung nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho là thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thanh cài dao như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho con thanh cài dao như này nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000 cho con thanh cài dao này. Ok chưa các bác ơi? Giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác đó là cái con máy xay này các bác nhá. Máy xay Osaka là con máy xay cối xay inox 2 lít này các bác này. Đấy, lên cho em là cối xay inox nhá. Cối xay inox, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rồi, em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Ok.